đâu. À không, đến với một series. Nhưng mà lần này không phải là series. Người yêu tôi là bạn gái tôi là ma sói. Người sói nữa bà la. Series cho bạn gái người sói. Mình mới suy nghĩ ra một ý tưởng mới đó. Nên mà trước khi bắt đầu video này, các bạn đừng quên để lại cho mình một nút like, một nút share để ủng hộ video cho mình. Và đừng quên qua đăng ký những hai video sau và đừng quên kéo xuống dưới và đăng ký, cũng như là đăng ký cho mình đi. Bởi vì theo thống kê của YouTube là hiện tại chỉ có 5% là mọi người đang xem video của tôi là đã nhấn đăng ký thôi. 95% còn lại là chưa nhấn đăng ký gì hết. Nên các bạn hãy nhớ đăng ký để ủng hộ thêm cho mình. Và nếu các bạn thích coi series Bạn gái tôi là người sói thì đừng quên kéo vào kênh của mình và bấm xem nha. Series đó cũng rất là hay đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ rất là nhiều đó. Ok. Lần trước các bạn thấy không? Các bạn nhớ là con bạn gái người sói chưa? Trời ơi, cay cú không bạn? Lần trước chưa gì mình bị cho rồi. Cay cú quá. Okay. Ui, nhưng mà có mấy con chó nhỏ này cũng dễ thương hết. Nhờ lại chơi coi. Cookie. Ủa? Ai giùm cho mắc cười? Người chú này. Mắc cười gì? Mắc cười chứ sao mắc cười? Mắc cười là do ông á. Là do ông vừa làm trò cùng trò điên chọn bò trước mặt tôi. Đi vào không dây. Đi mà. Ờ, còn bạn đang tưởng mình có siêu năng lực tàng hình nữa chứ. Ai. Nó chưa vậy? Nó nghe nè. Quên cái bộ đó nha. Chúc mừng nhau. Lần trước các bạn nào có coi bên kênh Jimmy không? Khó coi, chưa coi thì qua kênh coi Jimmy đi để biết lý do ngày hôm nay nha. Đi lại đây, hai con chó con. Lại đây chơi là chấm bi đỏ. Nè, chấm bi đỏ, đá cái đầu bây giờ, chấm bi đỏ không? Chui xuống, chấm bi đỏ xuống rồi. Rồi, chui đi. Yêu quá à, nhớ phải. Thức quá, hồi đi chỗ khác các bạn ơi. Ôi trời, chó gì kỳ vậy. Rồi, ngày hôm nay. Ôi, bạn Huy đâu ta? Biết nữa mà thôi kể đi. Ngày hôm nay mình phải trả thù hai người này mới được. Lần trước giáp con mình cái vụ kia, ngày hôm nay mình phải trả thù cho bằng được. Không thể nào mình để cho nó đơn giản giản đơn như vậy được, các bạn hiểu không? Đó, bây giờ mình phải đi tìm kế hoạch thôi. Úi. Thịt thỏ hả? Coi ông ta, coi ông ta, không qua hết. Mày chết rồi con, mày chạy đâu? Trời ơi, chạy đi đâu? Mày chết với tao rồi con. Ê, bắt nó lại nhanh, bắt nó lại nhanh. Ôi, bắt nó lại, no. Chạy ra. Ui, nhảy ra, ơi, ơi. Ê, mày ngon mày nhảy đây. Cái gì vậy? Tụi làm cái gì vậy? Thả ra. Tụi tao bữa giờ canh me mày lắm nha. Mày hay qua làng, tụi tao ăn thịt thỏ lắm. Bây giờ chết mày ở trong đó đây mày. Trời ơi, có ai không cứu mày ơi. Trời, mày quỷ ở ngoài, mày đau gặp mày không hả? Dạ, mày ở trong đó đây. Được vậy. Trời ơi, mày làm gì? Vô. Chuẩn bị để chờ lấy đồ ra mừng á. Trời ơi, có ai không cứu tôi ơi. Cứu gì, bữa giờ mày ăn được bao nhiêu con thỏ rồi hả? Gì? Tao lỡ tới đây tao bà mày làm gì mày bắt tao hả? Thả tao ra. Có ba đó, chạy ở đây đi, chuẩn bị làm mờ người mày. Bữa giờ thằng quỷ Huy nó đi ăn lấy thịt thỏ nhà của mấy ông dân làng. Bữa nay bị tính cổ rồi các bạn ơi. Bữa nay bị nhốt cái chuồng như một con chó hiền luôn rồi kìa. Thả ra. Tao gắn cái lồng. Ôi da. Ê. Trời ơi, sụng rút rụng một con ngăn cái miếng răng rồi. Ơ chết rồi. Ôi da. Dạ. Dạ, ê, cứu cô ta, tao bị mấy thằng dân làng mất dạy nó bắt tao ở chỗ đây rồi. Trời ơi, mày làm gì trong đây? Mày ăn nhiêu con thỏ của ta rồi? Ê, tao ăn có ba con chó của nó. Mà nội cha mày ra, cái con chó sói ngu ngốc đáng ghét. Một ngày mày ăn ba con, mày ăn được 15 ngày mày ăn được bao nhiêu con hả? Bao nhiêu con vậy? Trời ơi, 45 con rồi đó, thằng Huy nội ơi. Cái cậu chàng trai trẻ kìa. Tôi hỏi cái cậu là người thân thích. Đúng rồi, tôi là người nhà của thằng sói này. Bây giờ nó hư quá, cho tôi bảo lãnh nó về. Tôi dạy dỗ lại em nó được không? Được, nhưng mà không phải là tiền bạc muốn trả hay trả đâu nha. Mấy con thỏ đó tụi tôi mắc cực lắm đó. Bắt lại. Bao nhiêu con nó ăn thì bắt lại bấy nhiêu. Trời ơi, trời ơi. Thôi tao đi về đây. Thì để con được tụi nó. Tôi đây. Tao, tao. Trời ơi, tao. Tao sẽ rất biết ơn mày khi mà mày cứu tao. Nhưng mà mày phải thả tao ra đi. Trời ơi, tao sẽ giúp mày mà. Vô lấy con dao chặt cái tay cái đuôi đi. Wow. Để tôi nói chuyện với em nó một xíu được không? Được. Nhưng mà bây giờ muốn tao cứu mày ra, mày phải làm
làm một điều với tao thì tao sẽ cứu mày ra, còn không thì mơ đi. Đi đi cũng được, lẹ đi cứu tao đi trời ơi. Trời nha, ok nha, nhớ nói nha. Ok lẹ cứu lại. Rồi tao đi thôi, tao còn phải bắt thỏ nữa thôi. Rồi, vậy bây giờ tụi tôi sẽ đi bắt 45 con thỏ lại cho mấy người, và mấy người sẽ thả thằng này ra nha. Được, tôi thấy ổn á, thấy vậy là anh có kiểu gọi là uy tín. Ok, tạm biệt, tôi đi đây. Ở lại đợi đi mày, quỷ. Lâu quá để tôi mừng tin đó nha. Ok. Trời ơi, giờ mày bắt đi bắt 45 con thỏ nè, thấy mở luôn con quỷ Huy này. Báo không à. Đâu, vừa nói báo là có con báo thiệt luôn mấy bạn ơi. Quay báo luôn. Nè, đi tìm thỏ bắt. Ôi, giờ tìm biết ở đâu có thỏ giờ trời chắc. Ừ đúng rồi, thỏ thường nằm trong rừng. Mấy con thỏ nó đi theo bầy đàn của bạn. Nhìn thế chắc mình đi vô rừng tìm. Đúng rồi. Cái này mình phải đi từ từ thôi. Ê, mình gặp cái đó nó đi theo không? Ủa, đang bu lại nè, em đang bu lại nè. Trời ơi. Còn, ui, chạy hết rồi. Đây, cầm này. Ý, kẹt hả con? Đây, thịt nè mấy đứa, lại đây mấy đứa, đó. Lại đây anh cho thịt, đó, anh cho cà rốt ăn nè mấy đứa. Lại đây, quay có thỏ đen luôn nè bạn. Bắt hết. Quay, mình chỉ cần cầm cà đó thôi, tụi nó tự tìm tới mình luôn nè các bạn. Mình không cần gì phải đi tìm. Ui, con dễ thương quá à, bắt luôn. Quay, như này đủ cho ta. Hình như là chưa. Đây, thỏ đen, vô luôn thỏ đen ơi. Vô luôn. Ê, bên này có con nữa nè. Đây, qua đây. Đây, anh tới đây, em hết mấy đứa hết ăn cà rốt lắm đúng không? Wow, lùi. Nên anh lùi bước ra sao rồi, ok. Hình như 45 rồi đó. Đi nào mấy đứa, đi từ từ thôi, mất công nó kẹt rồi. Là mình coi như đổ sông đổ biển. Ôi trời ơi, tránh xa con báo này vậy nha, báo cha báo mẹ như cái thằng Huy ông nội kia. Ôi trời ơi, nó nhảy. Qua đây. Ê, con sói kìa, ăn xương coi. Kìa, nhanh lên. Quay. Trời ơi, thả ra đá, nhanh lên. Quay, thỏ về. Chứ, nguyên đàn thỏ. Ơi, bây giờ tôi không để đâu qua đây đúng không? Dạ trong chuồng đi trời ơi. Trong chuồng hả? Thả tôi ra. Thấy mà mày ăn nữa là tao nhốt con. Mấy người này chết cái thao nha. Nói vậy cắt mỡ đó. Nhìn đi mày im lặng đi, ơi à. Tao nói cái mặt đất mà trời. Rồi, đi đây. Làm ăn tốt á, giờ cô vô cô thả ra nè. Ê, đập này ra cho tôi ơi, nè. Đi ra. Tụi mày nhớ đi. Nè cà rốt cho mấy người nè. Cảm ơn. Hơi ơi, trời ơi mày quậy phá quá à. Không hiểu sao khỏi ông ta mà mày ăn dữ thần á. Đi về nhà tao nè, tao có ý này cho mày. Hồi nãy mày quên mày nói làm gì đúng không? Hồi nãy tao nói tao cứu mày thì tao làm cái gì? Nhớ chưa? Rồi làm gì làm lẹ lên tao đi về đi ngủ coi. Thích ngủ không vậy? Biết lại không cứu mày đâu, cái thằng vô ơn bội nghĩa. Làm gì? Thì vô đâu? nhà tao, tao sẽ có ý mới cho mày. Ý này hay lắm. Nhanh lên. Bò nè từ. Ý, có gì? Bây giờ. Dạ. Dạ. Mày thay cho tao một đồ con gái. Ồ, bùm. Quá ê, dễ thương. Dạ. Ở gì? Dạ. Ê, mày định làm bậy bạ gì tao đó. Mày dê, bớt kêu sờm nha, bớt kêu sờm. À đâu có bị đi đâu, tao dê sờm. Mày có giùm mi rồi nha. Chứ mày muốn làm gì? Có giùm mi nhưng mà đây là tao đang muốn giỡn thôi. Giỡn cái gì? Mày nói đi. Mày qua đây, mày lên đây. Mày nhớ lần trước, mày với lại giùm mi đã cho anh tao như nào chưa? Ngày hôm nay, tao phải cho lại, hiểu không? Cho lại mà cho cái gì? Mày sẽ lả bộ làm bạn gái mới để cho anh giùm mi. Mày có cái gì ta bảo bảo vệ tao trước khi mà tao biến về bình thường không vậy? Anh xui, mày đã chấp nhận làm mà mày không có nói nhiều mày. Ê, trời ơi, cái này mà không bảo vệ biến tao biến mà biến về bình thường, bảo mà biến tao là bạn gái pha kia là bả tới bả đơm tao chết luôn á nha. Mày phải diễn cho đạt, nếu không đạt tao phải kêu hàng dân làng nó bắt mày tiếp á. Mày tin không? Mày tin tao nói giùm mi là cái vụ mày đi ăn cắp thỏ nhà ông dân làng không? À, cái đó chết hơn không? Lần này thôi. Đã nói rồi, mày đã nhập cuộc chung với tao, có nghĩa mày phải hoàn thành nhiệm vụ đúng đắn, hiểu chưa? Mày phải cho một cái giọng nào tuyệt vời xíu đi thằng nhóc. Cái thằng dân làng giờ tới mày nữa, mày hành hạ tao hơi nhiều rồi đó. Đúng không, cái bạn mình phải khôn chứ. Nghe lên. Gì, giọng gì?
làm một cái quả giọng nào cho giống con gái xíu coi, để còn còn hợp lý nữa chứ mày nói cái giọng đó giùm mày biết mày sao ngu. Con gái nữa, từ từ suy nghĩ coi. Nhanh đi mày. Alo. Nó nghe vậy được chưa nhà ơi. Ôi, rất lợn thấy hơi. Trời ơi, tao không ngờ mày có năng khiếu làm con gái lắm luôn hơi. Chừng nào mày muốn làm mày kêu tao, tao cho mày vé đi qua Thái. Thôi thôi thôi, cảm ơn nè. Thôi. Thôi bây giờ nói chuyện tao quay lại giọng bình thường đi thằng ngu. À, gấp. Đây, mệt mày quá. Đây. Dính keo. Nhớ một chút ha, phải nghĩ cho mày cái tên gì ta? Tên gì mà dễ thương giờ ta? Bé Min. Bé Min. Hợp lý không? Được, bé Min đúng không? Ok, mày nhớ nha mày. Mày phải nói là tao là bạn trai của mày, nghe chưa? Hả? À, tưởng tao là bạn gái của mày chứ nhầm. Ừ, đây mày, nhóc, nhanh lên. Chó con đi theo rồi nè. Con đâu vậy? À, nó biết kế hoạch của mình này, được. Nó sẽ diễn cùng với mình. Ok, đây. Đây đâu rồi? Ôi rồi. Tao đây, sao? Đi nha mày, sắp tới rồi. Chuẩn bị tâm lý đi con. Hỏi giọng đi. À, từ từ. Chào mấy chị đi em. Chào mọi người nha. Trời là ai? Tự nhiên dẫn về đây chi vậy? Đây chính là em gái nuôi. Đúng rồi, em gái nuôi. Đúng rồi. À, là em mới mưa hả? Chị lên nhà đi. Em gái của gì hả? Cho lên nhà đi nè Bi. Đi bà. À, nhưng mà không. Em gái mưa là mấy cái đứa mà nó không phải em gái kiểu bình thường đâu nha. Một lâu đài người sói ở phía tây. Ủa vậy sao mày ở dưới đó luôn đi, về đây chi vậy? Về đây chơi chứ. Đứng vô đây chơi đâu, về đây. Ủa nhà tôi mà ai trông giỡn? Trời ơi này gì đâu này à, em với tôi hả mà. Ngồi đi, ngồi đi bé Min, ngồi đi bé Min. Thôi rồi em ngồi nè. Mấy dám giật bồ của chị với My kìa tụi bay. Ở cũng ở đây. Giật bồ. Cảm ơn ở đây. Cảm ơn. Ơ, nó em không giật bồ. Thôi còn cái đó em mình rồi. Mình rồi. Các con này. Ôi 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 ôi. Mày mình tốt còn đánh. Trời. Anh cho mày đây. Không được đây. Ê, ông ngồi giỡn nó đi ra sao vậy? Không. Ai ai ai. Đồ đàn ông đi vậy bà. Ông đàn ông đàn ông. Tại vì sao? Tại vì bà đối xử với tôi khác, còn người này đối xử với tôi khác đúng không bé Min? Bé Min nghe lời hơn nè. Ông ơi bé giùm. Ok. Chịu đây. Cô đi đâu cả tôi? Đi về thằng Quy, kêu một đàn sáu giang giết con nhỏ đang chết mà. Ôi, cứ đi về thằng Quy. Giết tôi rồi. Quy đâu? Quy đâu kẹp mày à? Cố lên nha, cố lên nha. Sao Quy đâu rồi? Biến về bình thường á, tao chạy đi mày. Bye bye. Thôi, đừng, ở lại đi. Đi, tao chạy. Ai? Nhìn tao đây, tao đi. Con nhỏ kìa. Thằng ủa gì vậy chị? Ủa tự nhiên nghe Quy. Quy không thấy thằng Quy. Nói dân, em kìa. Bà không được làm như vậy chứ. Bây giờ thì không có thằng Quy không kêu được lực lượng sói để cắn con nhỏ này chết. Thì tới đây, nó thả thằng Quy luôn cho tôi. Em đi chơi rồi. Ủa, đâu vậy giọng đó? Đập lo trong lâu đài, đập lo trong lâu đài á. Lập lo trong lâu đài, thằng đó đi đâu rồi, kể đi. Mà bây giờ có em gái nuôi tôi rồi. Trời ơi, vậy sao nữa, thôi đi chơi thôi em. Thôi đi thôi. Em gái nuôi hả? Hai con cho con cắn con nhỏ này cho chị. Chơi đi. Con nghĩ ông là con người như vậy, bà nhỏ này có cái gì hơn tôi đâu mà ông chọn nó, không chọn tôi. Ủa tôi đâu có nói tôi không chọn bà đâu, tôi chỉ là bé này là bé Min. Nhưng mà tôi không thích là ông nuôi gái nuôi hay là em gái nuôi gì hết trơn hết á. Không có em gái nuôi gì ở đây hết á. Bây giờ một là tôi, hai là nó, không chọn đi. Trời ơi, anh có
quá. Đi để tao đi chỗ khác nha mày. Nè đi nè đi nè đi. Dạ dạ, dạ nhanh gì nhanh gì, tôi đâu chọn ai đâu, chọn cả hai, tôi chọn cả hai cũng không thể nào bỏ em ấy được đúng không em? Chọn cả hai được. Ôi bình tĩnh lại chứ, tại sao lại như vậy? Ơi có con chó này, con chó này bi này, chó này bi này, ai da? Ôi 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 ôi. Dạ. Có chuyện gì vậy mọi người? Dạ. Có chuyện gì vậy mọi người? Dạ mọi người. Con đó đâu rồi? Con nhỏ đâu rồi? Con nhỏ đó đâu rồi? Rồi hình như tôi thấy nhỏ nào nó. Ủa nhỏ nào? Tôi đuổi đây rồi, tôi đuổi đây rồi, tôi đuổi đây rồi. Bây giờ chỉ có Jimmy thôi. Dạ, giờ mày đi đâu? Dạ, hồi nãy em đi hát karaoke. Thôi tôi không biết gì hết, tôi đi nha. Bye bye. Mày đi đâu? Mày đi đâu? Mày đi đâu? Trời ơi. Mày đi đâu? Hôm nay tao đã phải mày lưu lúc tao cần mày nhất, mày lại không có ở đây là sao? À, trời ơi Jimmy. Để tôi nói luôn. Tao không có nói gì, nói đi. Dùm đã bị lừa rồi. Con nhỏ bên đó chính là tôi. Sao mày dám lấy giống đồ như vậy? Mày sao mày dám giả con? Nó tống tiền tôi. À không phải, nó tống tống ông mà nó tống tiền tôi. Nó ép tôi phải giả thành bé Min gì đó để nó dụ bà, nó thử lòng bà. Đi vô đây. Đi vô đó. Không. Nhớ mẹ mày. Ép tôi ra đây, ép tôi. Nè ép tôi. Được lắm Hi Ya, dám hôm nay dám mượn Quy rồi cho anh mình hả? Tại sao tôi và bà mới cho cái gì thiệt là ác luôn. Ok luôn, cho anh nó khóc thét luôn. Đúng rồi, dám kẹo với Bi với Nà Bi hả? Chân phải không nghe nữa. Ừ, còn bây giờ thì tạm biệt mấy bạn và anh đang coi. Nhớ là qua channel của mình để coi mình cả hồ Huy ha nha. Mà hư đúng nha mọi người, mày chết đi. Quá mà. Ui, đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi. Bụng thì mà không cánh khoai mỡ gì hết trơn nữa. Ôi ôi, hôi, hôi, hôi. Ôi, cái gì? Mở cửa. Đây, đó, tao giúp mày thêm một lần nữa rồi. Nhớ, lần sau. Ui, hai người kia đang hợp để cho hai tụi mình lại rồi. Cái gì? Hả? Ui, mình phải về một team thôi. Ê, tao thấy về team mày bất lợi quá, tao về team Jimmy đi. Mày dám bây giờ mày chạy ra đi, nó biết mày xúc chuồng rồi, nó đánh mày hơn, nó câu nói mày đi đi. À không, được, trời ơi, đi em mày. Ok, được rồi, tập sao, đợi Jimmy trả thù mình cái gì, rồi mình trả thù lại cái mày. Tập này thành công rồi, vui quá. Mày biết làm tao buộc, ấy á. Ngu, đúng rồi, mày hỏi mày tao là mày phải làm tao vô, ở lòng mày. Không, tao có đệ tử rồi, mày này, tao có đệ tử rồi, nghe là tao chơi. Tao nghe là cái câu rồi, trời ơi. Tử nó đi chứ. Rồi, tử nó, dí nó, nó không nghe lời, tử nó này.